Bầu cử ngày 5 tháng 11 rất quan trọng. Chúng ta chỉ có một lựa chọn duy nhất là Thượng nghị sĩ Janet Nguyễn, một người con của chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, tranh đấu phục vụ cho cộng đồng người Việt suốt 20 năm qua. Nếu không giành chiến thắng lần này, chúng ta sẽ mất đi những thành quả hơn 49 năm xây dựng một cộng đồng lớn mạnh. Với đạo luật tự nhớ tháng Tư Đen, chương trình giảng dạy lịch sử chiến tranh Việt Nam, văn phòng phục vụ cộng đồng, hội chợ y tế miễn phí, hãy giữ tiếng nói của người Việt tại Hội đồng Giám sát quận Cam. Thượng nghị sĩ Janet Nguyễn sẽ tiếp tục tranh đấu cho cộng đồng như bảo vệ nhân quyền tại Việt Nam, chống tham nhũng, chống tăng thuế, chống lạm phát, tăng việc làm, hỗ trợ cơ sở thương mại, giải quyết vấn đề housing và homeless, mở lại văn phòng phục vụ cộng đồng, xây dựng trung tâm văn hóa. Hãy dồn phiếu cho Thượng nghị sĩ Janet Nguyễn vào giám sát viên để tiếp tục những việc dở dang, bài trừ tệ nạn bè phái và bảo vệ đồng tiền thuế của người dân. Thượng nghị sĩ Janet Nguyễn, giám sát viên địa hạt 1, cột số 2. Được phục vụ trong quân đội là niềm tự hào lớn đối với luật sư Derek Trần, sinh ra và lớn lên tại đây. Nhưng ông luôn hãnh diện về nguồn gốc tiền nhân tị nạn cộng sản của gia đình ông. Tại Quốc hội, ông sẽ tranh đấu để tăng ngân sách cho địa hạt 45, bảo đảm an ninh công cộng, phát triển nền kinh tế, quyết tâm bảo vệ an sinh xã hội và Medicare, gác bỏ quan điểm chính trị riêng để phục vụ và phát triển đất nước. Xin quý đồng hương bầu cho luật sư Derek Trần vào chức vụ dân biểu liên bang địa hạt 45. Xin cảm ơn quý đồng hương. Kính thưa quý đồng hương, chúng tôi là cựu nghị viên Phát Bùi, vừa mãn nhiệm kỳ 8 năm phục vụ cư dân, nay tiếp tục dấn thân tranh cử thị trưởng thành phố Garden Grove. Là thị trưởng, chúng tôi quyết tâm bảo vệ an ninh cho cư dân thành phố bằng cách mạnh tay giải quyết nạn vô gia cư, tăng cường thêm cảnh sát, truy bắt tội phạm, kể cả tội trộm cắp dưới 1.000 đô, cải thiện thời gian được xét xây thêm nhà ADU xuống còn vài tuần. Xin đồng hương hãy dồn phiếu trước ngày 5 tháng 11 cho Phát Bùi, một người tận tâm, nhiều kinh nghiệm và luôn phục vụ cho cộng đồng. Rồi, xin chào các bạn. Hôm nay là ngày thứ bảy, ngày 19 tháng 10 2024. Michael đã nói với các bạn là cuối tuần ráng gặp để Thịnh. Thì hôm nay có Thịnh ở bên Vama Studio ghé. Thì chào Thịnh. Dạ, em chào anh. Dạ. Xin chào các bạn khán giả của kênh Phố Việt Media. Dạ, thì Michael sẽ chia sẻ bên Vama TV luôn. Nói chung là cũng có nhiều chuyện muốn nói với Thịnh lắm. Gần đây cái chiếc xe VF8 của Thịnh chạy vòng quanh nước Mỹ đó đã đúng một năm hôm cách đây sinh nhật. Dạ, mấy một hôm năm rồi. Bốn hôm rồi. Thì được biết cái chiếc xe đó trước đó là khoảng chừng 3 tuần đụng. Đó thì trước tiên là mình sẽ nói. Đến hôm nay là được khoảng gần một tháng. Gần một tháng. 22 tháng 9. 22 tháng 9. À đúng rồi. Hai chiếc xe đầu tiên lăn bánh ở Mỹ mà chạy nhiều nhất là chiếc xe của anh Andrew Lê và xe Thịnh. Hai chiếc đều bị đụng cách nhau một tuần, đúng một tuần. À, thì hôm nay mình sẽ nói về cái chuyện sâu vụ việc như thế nào. Thì tới hôm nay xe Thịnh có được đền không, và người chủ xe đối phương là chiếc Ford Ranger có bị cảnh sát bắt không. Mình sẽ tìm hiểu thêm bảo hiểm Mỹ như thế nào. Và đồng thời mình sẽ nói tóm lược một số những cái chương trình, cái dự định của Thịnh như thế nào về chiếc VF9 trong tương lai. Rồi Thịnh có thể cập nhật một số cái sự việc xảy ra sau cái chuyện đụng xe đó đó. Cái hôm đụng xe ngày 22 tháng 9 thì cái xe đã kéo về đâu, và Thịnh lấy xe ra hoặc là bảo hiểm họ
tính như thế nào thì có thể chia sẻ với các bạn. Vâng, thưa anh là sau cái hôm ngay cái tại cái thời điểm bị đụng ấy thì em đã cung cấp đầy đủ các cái bằng chứng về của cái từ cái camera hành trình của em cho cảnh sát. Sau đó thì họ kéo xe về một cái bãi thâu xe của bên cảnh sát, họ chỉ định như đấy. Thực ra thì lúc em không biết, nhưng nếu theo cái kinh nghiệm của mình thì nếu lần sau có những cái anh chị nào mà có cho rơi vào tình huống tương tự thì mình có thể kéo xe về nhà cũng được. Bởi vì ở bên này ví dụ nếu mà nó không nghiêm trọng, không có chết người hay như nào thì cảnh sát người ta không giữ xe. Người ta mình có thể kéo về nhà để mà đợi bên bảo hiểm của mình đến làm việc. Do em không biết vì lần đầu tiên gặp phải cho nên là họ kéo về một cái bãi xe đó thì hôm sau em ra giải quyết. Không phải hai hôm sau em ra giải quyết. Thì họ tính tiền phí kéo xe với tiền lưu bãi, lưu kho bãi đấy là 80 đô một ngày. Với lại tiền kéo xe tổng cộng hôm đấy thì em nhớ hình như là hệ lỗi hết khoảng tầm hơn 400. Hơn 400. Cả tiền kéo xe lẫn tiền lưu kho 3 ngày nữa mà. Đúng rồi. Nó tính sang ngày thứ 3 rồi. Thì kinh nghiệm là lần sau nếu mà khó không có gì nghiêm trọng mình cứ kéo về nhà được, mình có chỗ để thì mình cứ kéo về nhà. Hoặc là chỗ nào mà do mình đỡ không mất tiền thì mình có thể kéo về. Bởi vì là thực ra thì những chi phí đó thì bảo hiểm người ta cũng sẽ trả thôi. Nhưng mà nếu mà mình kéo về mình cũng không phải trả, bảo hiểm người ta cũng không phải trả, thì sau này những cái tiền đó có thể được đền bù cho mình hoặc là mình sẽ có lợi cho mình. Nếu mà mình có AAA mình có thể kéo về nhà, kéo về văn phòng như chiếc xe màu trắng của Andrew Lê. Đúng rồi ạ. Thì từ hôm đó đến nay thì bên em đã làm việc với bảo hiểm với bên luật sư thì đến hôm qua thì em được nắm được thông tin là bên luật sư họ đã tìm được cái bảo hiểm của bên cái người lái xe Ford bỏ chạy đối phương. Cụ thể chi tiết nào thì em cũng chưa được rõ lắm, cái đấy thì việc đó thì để cho bên luật sư làm việc. Cái này là bảo hiểm báo cho Thịnh hay là bên cảnh sát báo cho Thịnh? Bên bảo hiểm ạ. Bên luật sư báo cho em. Bên luật sư của Thịnh báo cho em. Thì có thể là họ đã có sự phối hợp giữa cảnh sát với bảo hiểm với luật sư, họ phối hợp nào đó để họ tìm ra được cái bảo hiểm của cái người lái xe kia. Người chủ xe kia. Thì còn cái việc người chủ xe cụ thể như nào, có bị bắt hay là bị như nào thì cái đấy thì em cũng không nắm rõ. Mà người luật sư của Thịnh có nói chi tiết về cái bảo hiểm họ có cover đụng cho đối phương hoặc như thế nào, Thịnh có thể chia sẻ? Em cũng không biết ạ. Chỉ biết là tìm được thôi. Và thì cái việc đấy họ đang giải quyết với nhau thì em cũng trong lúc này em đang chờ đợi. Coi như là cũng mới ha, tin là cũng là mới. Hôm qua rồi. Coi như là bên luật sư của Thịnh để mà tìm hiểu thì là họ đã tìm thấy người chủ xe. Người chủ xe không biết là luật sư có bật mí là phải là anh chàng bỏ chạy không hay là như thế nào. Em cũng không hỏi chi tiết. Bởi vì cái nhiều khi việc họ cũng đang trong quá trình điều tra. Luật sư họ có những cái góc độ khác nhau, họ nhìn họ điều tra. Mình chỉ biết là họ đã tìm được cái thông tin để có cái tóc lắm là được rồi. Đúng rồi. Chắc cũng nhờ cái dashcam của Thịnh gửi cho họ đó họ mới bắt đầu có thể tìm thêm. Có thể là họ biết nhưng mà họ chưa có muốn nói đối phương là ai, như thế nào, tên tuổi ở đâu ha. Ok, thì tạm để cái đó còn bên. Thì bây giờ mình nói tiếp cái vấn đề ở đây mà đụng xe như Thịnh chia sẻ là nếu mà không có bị thương tích nó chết người thì xe mình có thể câu về nhà, mang về nhà, câu về nhà rồi làm việc với bảo hiểm. Thường thường cái luật ở Mỹ California đó là như Michael vừa chia sẻ trước là họ tối thiểu mình phải mua bảo hiểm một chiều đền cho đối phương. Và đền mà cái minimum là cái tối thiểu mà luật là bắt là mua phải 15, 25, 30 đại là có nghĩa là đền tối đa 15.000 mà đối đại khái hay là cho đối phương đó là còn 30.000 thì là đền chẳng hạn như bị thương tích này kia thêm. Nhưng mà cái đó là cái tối thiểu của quy định. Ngoài ra những xe mới thường giống như những xe mà mua như chiếc VinFast của Thịnh, họ bắt phải mua cao hơn 2 triệu mà trả bảo hiểm tương đối cao đền cho người bên kia. Như bản thân em mua là 30-60 rồi cái có một cái mức gì mà 150.000 300.000 ạ. Đúng rồi. Đây là về tài sản, tài chiếc thiệt hại của người khác hay như nào đó. Đúng rồi. Thì cái xe của em thì đã được bên bảo hiểm thông báo là sẽ total loss, cái giá trị đền bù của cái xe là 42.262 đô. Cái xe của anh Andrew thì em cũng không biết tại sao lại bị được đền bù ít hơn.
À, cũng Toyota Lotus không? Nhưng mà đền bù có 36 hay 37 ngàn thì đấy thôi. Mà hai chiếc xe cũng giống nhau. Và không biết là xe của em hình như đằng ngày trước em mua thì lúc mà em lease nó đắt hơn, trả tiền cho bên thuê đắt hơn thì có thể nó tính cái giá trị xe của em nó cao hơn thì phải. Hai chiếc đều là plus đúng không? Nếu mà Michael không nhầm. Vâng. Hai chiếc cũng là đều plus. Tại sao đền bù ít hơn ha? Có thể là, nhưng mà chiếc của Thịnh là phải chạy nhiều hơn. Chạy như cái mileage nó lên tới gần 30 ngàn. Hơn 30 ngàn ạ. Nhưng mà cái xe của em là em đăng ký cái gói một năm nó đi 15 ngàn mai là nhiều hơn anh Andrew thì phải. Tức là giá trị hàng tháng em phải trả là cao hơn anh Andrew. Cao hơn Andrew. Đó thì họ định giá tại vì căn cứ ở cái xe cùng đời, nhưng mà cái xe nào chạy nhiều mai hơn và không nhiều mai hơn thì đúng ra giá trị nhưng mà nó tại phải sao rẻ mà hơn, rẻ hơn. Cho nên cái đó mình không nắm được. Vâng. Mà bảo hiểm cũng giống nhau, cùng một cái hãng bảo hiểm hay là khác bảo hiểm? Cùng hãng Geico luôn. Hãng Geico là một trong những hãng cũng tương đối rất là tin cậy được. Michael thì có Progressive, cho nên Michael thấy Geico trước đây Michael cũng có Geico cũng khá tốt. Tốt rồi, bây giờ tạm để qua cái bảo hiểm qua một bên thì trở lại vấn đề là cái xe bây giờ total loss 40 mấy ngàn là cũng cao ha. Nói chung là họ trả chạy là very good. Vâng. Nói chung là nhưng mà cái xe của em tại cái thời điểm em mua em lấy xe thì là cái giá trị của cái xe của em là hình như nó cao hơn xe cao của Andrew. Nó tính cái depreciation là cái giảm cái giá xe nó bị đại khái là mình chạy bao nhiêu một năm thì nó có những cái hư hại nó trừ bớt đi. Vâng. Đó thì nó xuống còn 40 mấy ngàn. Vâng. Cái nói như vậy đó là cái xe của Thịnh đó hiện nay là total loss thì Thịnh có hiểu là lý do họ quy định cái total loss là ở cái mức độ như thế nào không? Em cũng không biết là nó quy định như nào, nhưng mà thường em thấy là như em có một người bạn họ có con xe nó bị tai nạn thì nó chỉ bị đâm vào đít thôi. Chỉ móp cái cốp vỡ cái kính thôi. Mà nó cũng total loss. Thì có không biết là có thể là họ tính cái giá trị sửa chữa nó lên bao nhiêu phần trăm giá trị xe thì họ không sửa chữa nữa mà họ cho đấy chiếc xe đấy đi đấu giá luôn, họ bán gọi là bán để thu hồi vốn luôn chứ không cần phải sửa chữa, bán lấy vốn luôn. Nếu mà như cái xe của bạn em nhìn thì ở Việt Nam mình sửa chữa cái xe đấy chắc hết khoảng 1.000 đô, khoảng 20 triệu. Và nếu mà ở Việt Nam, ở bên này thì tiền công nó đắt thì em không biết là cụ thể nó như nào, nhưng ở đây họ cho total loss cái xe đấy luôn, là tức là đền bù tổn thất toàn bộ. Hay là một cái xe khác em thấy cũng bị đâm vào đầu nhưng mà nó bung cái túi khí trước, có một túi khí ở trước thôi cũng total loss luôn. Thì cái xe của em là nó đâm vào bên hông, nó đổ tất cả các cái túi khí xung quanh, rồi cái phần bánh xe, phần cánh cửa đều có cái sự hư hại, thì họ cho total loss thì em nghĩ là nó cũng bình thường. Có thể thì không chỉ VinFast đâu mà nhiều cái hãng xe khác nếu trong cái tình huống tương tự, những cái vị trí tai nạn nó tương tự như vậy thì cũng total loss. Cho Michael nghĩ là mỗi cái hãng bảo hiểm họ có những cái quy định cái total loss như thế nào, họ có cái guideline họ phải theo đó. Thì cái tiêu chuẩn họ theo thì những chiếc xe mà nó đụng hoặc là nó bị đụng như thế nào và đồng thời mấy cái airbag nó bung ra như thế nào đó thì họ sẽ tính đi đến tới cái là total loss để cho người chủ xe có những cái lựa chọn. Thì cái xe của Thịnh nói về nó đụng thì Michael thấy cũng bên hông là cũng bên hông như vậy đó. Nếu mà thật sự muốn sửa thì cũng sửa được thôi. Nói chung là nếu mà mình muốn giữ lại cái xe đó. Vâng. Chẳng hạn như Thịnh bây giờ nó đền cho Thịnh để cái xe đó mà để lên auction báo giá, Thịnh có quyền mua lại đúng em không? Em thấy có cái lịch đấu giá của chiếc xe đó rồi. Ôi hả? Mời Thịnh chia sẻ. Nó sẽ rơi vào khoảng giá thì em chưa biết, nhưng mà nó có lịch đấu giá của chiếc xe đó là ở trên có một cái website đấu giá mà. Thì cái này em nghĩ là khi nào họ đấu giá, họ mở đấu giá em đã gọi là đánh dấu cái xe đấy rồi, khi nào nó có lịch đấu giá sẽ gửi cái thông báo cho em. Thì em mới phát hiện ra là không chỉ có một chiếc xe của em, một chiếc xe VinFast của em total loss nó đưa vào đấu giá đâu, mà nó có khoảng tầm 5-6 con gì đấy. Mấy chiếc VinFast mà là có những chiếc thì thấy nhẹ lắm, có những chiếc thì cũng bị nhẹ thôi, nhưng mà em có những chiếc thì cũng bị nặng này kia, nhẹ này kia, chắc là chiếc xe thì khi nào có lịch
đấu giá thì em nghĩ là em cũng có thể đấu giá xem là cũng giá rẻ thì ta mua về làm kỷ niệm. cũng khá lý thú các bạn ha. Có Nói khi chung rủ là anh em mình mua chung là đó đó. Nói như vậy tại vì các bạn biết rồi, anh Andrew Lê có một văn phòng là chuyên về xe, chuyên trị về xe, cho nên cái vấn đề đi đấu giá là anh thường đi đấu giá những xe siêu xe cũng có, mà xe vâng, xe đẹp rồi xe thường nhưng cũng có, mà xe thường dùng cũng có, mà xe đẹp cũng có, à. Thì nó nằm vô trong cái lĩnh vực của anh Andrew Lê. À, cũng khá lý thú là đi đấu giá trước đó thì chắc cũng thấy chiếc màu trắng nằm trong đó luôn. Em thấy lịch của nó là nó khoảng tầm có khoảng 5-6 chiếc gì đó, năm sáu chiếc năm sáu chiếc VinFast, có những chiếc đi rất ít, có 2.000 km thôi, à 2.000 mile thôi. Thì vậy đợi đã, cứ đợi khi nào em sẽ thông báo cho anh, em sẽ chia sẻ cho à, anh biết thông tin. Cảm ơn, hy vọng là nó nằm những cái giờ ngày mà có hôm nào rảnh rảnh anh em mình đi có thể theo luôn đi theo nha, đó đi theo là coi đi xem chiếc chắc xe đấu giá nó bán thế nào. Và đó thì cái xe thường thường cái xe đấu giá mình mua nó giá nó bắt đầu như thế nào, như là chiếc Tesla Thịnh đã chia sẻ với các bạn biết trước đây. À. Thịnh công chiếc xe backup là chiếc Model 3, à. Tesla mua đụng rồi, mua rất rẻ, mười mấy ngàn, 12 ngàn, sao ngàn, 11 ngàn. À. Đó thì Thịnh về Thịnh sửa là không ngờ Thịnh này giỏi nha các bạn. Qua nói chung là sửa, mà nói chung là cũng biết chỗ sửa và tự biết, làm biết cũng chỗ mua có, part, biết chỗ mua, biết chỗ sửa và biết cách order part này kia. Thì muốn chia sẻ một ít về cái quá trình của Thịnh đi đấu giá chiếc Model 3. thường thì khi mà trong một buổi đấu giá xe thì người ta đấu giá hàng trăm chiếc, nó có khoảng 300-400 chiếc nó đấu giá, và nó chỉ khoảng tầm 1 phút một xe thôi. Tóm lại là ai trả giá cao nhất chiếc xe đó người ta sẽ bán vào trong vòng 1 phút, mà mình phải mua bán trong vòng 1 phút đấy. Và Mua chứ trả giá lên lúc trong cái buổi đó thì nó có rất nhiều người đến tham gia đấu giá offline tại cái cơ sở đấu giá đó, cơ sở đấu giá và có những người ta ngồi online ở đâu đó trên, người ta đấu giá qua internet. Qua internet luôn. Vâng, thì nếu mà mình trả giá cao nhất thì mình sẽ mua được cái chiếc xe đó thôi. Vâng. Thì Thịnh có thể bật mí một chút là Thịnh mua cái giá nó tương đối là rẻ, hoặc là 12 ngàn đúng không? Hồi nãy Thịnh vừa 11 ngàn mấy trăm đó. Tương đối mà Thịnh nhìn vào như vậy, làm sao Thịnh biết sửa nó tốn kém như thế nào? Thực Với một ra người thì có một cái kinh nghiệm xe như Thịnh. em thì trước đây ở Việt Nam thì em đã từng có một cái showroom ô tô bán Đúng. ô tô cũ, thì cũng có một cái xưởng sửa chữa, mặc dù em không trực tiếp sửa chữa nhưng mà mình quản lý cái cơ sở kinh doanh đó thôi, mình làm đầu tư và làm chủ cái cơ sở kinh doanh đó, thì em cũng nắm được về cơ bản cách làm sao để sửa được một cái xe tốn kém như thế nào, rồi mua đồ ở đâu thì sửa mất bao lâu, thì em có Có khái niệm. có thể là em estimate được, áng chừng được những cái chi phí đó cho mình. Vâng, thì khi mà xác định mua một chiếc xe nào đấy thì em cũng đoán được, là mình cũng tính trong đầu được là mình sẽ phải mất bao nhiêu thời gian, bao nhiêu tiền để và kiếm những đồ, mà mua những đồ đấy ở đâu, đặt mới hay đặt cũ thì để về mình sửa, thì em tính toán được, thì em sẽ cân nhắc được cái việc là bỏ ra bao nhiêu tiền mua để mua được cái xe đấy thôi. Ví dụ cả tiền sửa chữa lẫn tiền mua xe vào mà nó thấp hơn nhiều so với lại những cái giá mà mình mua một chiếc xe nó không bị làm sao cả, thì mình mua thôi. Thực ra em mua về để em sửa em đi, với em để tìm hiểu chứ, là chứ còn cái con Tesla đấy chứ còn chứ không phải Mua đi là bán lại mua đi bán lại. à Vâng. cái con đó là tìm hiểu cái quá trình Vâng, của vâng. Bởi mua vì em mới những chiếc qua em muốn đó. tìm hiểu những cái chi tiết cụ thể cái đó, nhưng mà thấy con xe đấy cũng rẻ, mà Tesla thì cũng là một trong những cái xe em yêu thích. Ngoài ra thì để mua được chiếc xe mới như thế thì nó phải tầm 30-40 ngàn đô cơ. Đúng rồi, Vâng, đúng rồi, đúng rồi. thì ở đây mình có hơn 10 ngàn mình mua về để trải nghiệm. Vâng. Mà đụng vô như vậy á, Thịnh biết rồi, nói chung là thật sự mà nói nó là phía trước nó không có đụng nhiều về cái bịch cái điện ở phía dưới, Vâng. cái nguyên cái panel ở dưới, mà những đụng cái nó quan mình không trọng, nắm được cái giá. Vâng, những Khó cái lắm. quan trọng không bị ảnh hưởng thì mình mới mua, nó chỉ bị ở thân vỏ thôi, chứ còn ví dụ nó đã đụng đến bình điện hay hệ thống điện hay những cái mà nó quan trọng thì mà nó những cái quan trọng là hỏng nó sửa rất là đắt tiền, rồi thì em sẽ không mua. Nhưng mà 3 phút, 2-3 phút mà để đấu giá, hay một một phút phút đấu giá, mình làm sao mình cái đầu mình tính được hết những cái, hay mình không tới gần được xe hay là như thế nào, có được tới trước gần xe trước không? khi mà anh quyết định mua xe thì người ta đã mở cho anh vào xem cụ thể từng Từng chiếc, con một. nó có hàng trăm chiếc ở trong cái bãi đấy, anh có Ok. thể vào anh xem anh thích con nào thì anh xem, hoặc là trong trước cái ngày mà họ bán đấu giá thì họ có up lên website các cái danh sách xe người ta sẽ bán đấu giá trong cái buổi hôm đấy, cũng như ảnh chụp chi tiết, họ mô tả chi tiết tất cả những cái tình trạng hỏng hóc hay là tình trạng
còn ngon, hay như là xe vẫn đang hoạt động tốt, hay xe không nổ máy được, hay như là đó, thì họ ghi chi tiết, mình có thể xem trước trên website, sau đó là mình đến mình xem thực tế được. Rồi mình coi như mình làm bài tập trước ở nhà tới là mình biết mình có thể chuẩn bị coi cái gì không. Đúng rồi, nhưng mà ai cũng vậy, hàng trăm người khác, hàng nghìn người, người ta mua bán cũng vậy, người ta cũng như mình, người ta cũng được xem trước, được sờ nắn thử, thậm chí có thể nổ máy để xem cụ thể cái xe đấy nó còn hoạt động hay không. Thì được biết cái chiếc xe đó là Thololat như vậy. Thường thường Thololat đây các bạn biết là nó cái title của nó là Savage. Vâng. Đúng không? Vâng. Là mình biết cái xe bị đụng nó Savage. Đúng rồi. Thì cái từ cái xe mà không clean title như vậy Savage nó bị giảm giá khoảng bao nhiêu tiền vậy Thịnh? Nó tùy loại xe, nhưng em nghĩ nó phải gầm 30-50%. 30-50%. Tức là nó giá nó chỉ bằng nửa hoặc là bằng 6-7% so với lại cái giá xe không bị làm sao. Nó tùy cái mức độ nặng hay nhẹ của cái tai nạn đó. Cái chiếc Tesla có bị Savage không hay là clean? Nó cũng Savage. Savage. Còn chiếc VinFast BF8 chắc chắn là cũng là Savage. Tất cả những xe mà Thololat là chuyển qua. Ok, thì khi mà người ta cầm cái title xe ở Việt Nam mình gọi là cái cà vẹt hay là cái đăng ký xe, nên thì trên đấy nó có ghi hết là xe clean hay xe đã tai nạn, hoặc là xe cái odometer là cái số mile nó đi được ấy. Đúng rồi. Có chính xác hay không, cái xe nào mà bị tua công tơ mét, bị điều chỉnh đồng hồ rồi, nó cũng thể hiện trên cái title của nó. Michael nhớ nói về cái công tơ mét là hồi thập niên 80-90 đó, thì mỗi lần mình đăng ký xe đó mình không có phải ghi, hay là mình bán xe mình không phải ghi bao nhiêu chạy bao nhiêu dặm trên cái đồng hồ đó rồi. Đó bây giờ là DMV với bảo hiểm họ thường xuyên hỏi mình, thường xuyên hỏi. Tại vì các bạn biết rồi, cái đồng hồ đó có nhiều người hồi xưa mấy cái xe mà analog có dây đó họ bật lại này kia đó, cho nên chắc là bây giờ DMV là những bộ nha lộ vận họ biết, bảo hiểm họ biết. Bây giờ đồng hồ điện tử người ta cũng chỉnh được mà. Chỉnh luôn luôn. Cho nên là họ cũng ở bên Mỹ thì có ghi đầy đủ những cái thông tin đấy sau mỗi lần smoke check, hoặc là mỗi lần mua bán xe. Đúng rồi. Hoặc là những cái có cái công việc gì đấy mà người ta cần yêu cầu cái inspection thì người ta đều có ghi cái đấy. Ở Việt Nam có làm vậy không? Mỗi năm mình đóng thuế lưu hành mình có phải ghi số bao nhiêu mà? Không. À, cái đó cái khác biệt ha. Còn nó cũng chắc tương lai, trong tương lai mà Mỹ làm, tại vì những cái quá trình này là họ cũng có những cái trải nghiệm họ biết, cho nên họ đó. Thì trở lại là cái chiếc màu xanh, trở lại cái chiếc màu xanh Thololat. Còn chiếc màu trắng Thịnh có chia sẻ một ít chiếc xe Enduro hiện nay như thế nào không? Cái chiếc đó thì Michael cận kề tới coi được, còn chiếc màu xanh Michael không có tới được. Đó, thì Thịnh có chia sẻ chiếc màu trắng. Chiếc màu trắng thì cũng hoàn tất thủ tục về bảo hiểm rồi. Em thì em chưa thấy trong cái danh sách họ đưa đấu giá chiếc màu trắng. Hoặc có thể họ chiếc màu trắng đấu giá ở đơn vị khác thì em chưa rõ. Nhưng mà nếu có thông tin thì chắc là anh Andrew anh sẽ lắm được thôi. Em thì em chưa rõ về thông tin của chiếc xe đấy là khi nào nó sẽ đấu giá. Hiện nay thì được Michael biết là chị Nga sức khỏe cũng không có gì rất là tốt ha, nói chung là sức khỏe khả quan. Và cũng cũng có đau trong cũng cái đau. Tại cái thời điểm ấy thì hiện giờ chắc là bên bác sĩ cũng chị vẫn thường xuyên đi thăm khám bác sĩ để xem về vấn đề sức khỏe có làm sao không. Đúng rồi. Thịnh thì cái hôm đụng xe đó thì sau cái khi mà trở lại cái xe Thịnh là hôm mà Thịnh đụng nha, thì Michael hỏi nhiều về cái Thịnh hơn, tại vì Thịnh có mặt ở trong lúc đó như vậy. Thì cái hay của VinFast đó, nó là nó tự nó mình kết hợp vô cái điện thoại mình là VinFast nó gọi mình ha, nó gọi mình VinFast tổng. Lúc đấy thì em tiếng Anh chỉ đó. Biết là VinFast có cái nó có thông báo về tổng đài cho VinFast, là em có nghe tiếng Anh là nó nói là xe VinFast VF8 2023 màu xanh gì đó. Sau đấy thì nó có nhiều cái âm thanh hỗn loạn thì em không nghe rõ được. Với lại tiếng Anh em nghe nó cũng không tốt. Nhưng mà chỉ biết là nó có bật kích hoạt cái hệ thống SOS ở trên xe tự để nó gọi về tổng đài. Tự nó kích hoạt. Đúng rồi. Tự nó kích hoạt nó gọi về tổng đài. Coi như là chứ này là trước đây Thịnh có biết xe nó có những cái feature chức năng như vậy không? Em thì biết ở Việt Nam là có rồi. Nhưng mà ở Việt Nam thì nó gọi bằng tiếng Việt. Và còn ở Mỹ thì em cũng chưa gặp bao giờ. Và đấy là lần đầu tiên thì em mới biết là nó cũng có cái chức năng đấy ở xe của Mỹ, ở cái xe VinFast mà xuất sang thị trường Mỹ. Michael có thấy cái SOS nhưng mà Michael cũng tại mình không có xảy ra. Ở trên, mình trên đèn trần nó có một cái nút SOS luôn. Đó, trong đó, trường đó. Hợp khẩn cấp mà ví dụ xe nó không tự gọi, mình cũng có thể ấn
ấn cái nút, ấn một ấn cái, cái nút nó gọi về cho vâng. Hay ha, rồi thì cái này là một cái, tại vì có nhiều lúc mà đụng nặng á thì cái người chủ xe, người lái xe không nói được, không nói được cho nên nó tự kích động và kích hoạt luôn. Vâng. Thì đó, nói chung là một cái feature, một cái chức năng Michael cũng rất là ấn tượng cái chức năng này. Vâng. Tại vì lần đầu tiên mình biết, chứ còn mà mấy cái xe hồi xưa đâu có những chức năng này đâu. Vâng. Và ở cái hệ thống 119 của Mỹ ấy. Ừ. 911. À, 911 của 911. Mỹ ấy, thì khi mà có một cái cuộc gọi đến 911 mà kể cả cái người gọi không thể nói được hoặc không làm gì thì cái hệ thống đó người ta vẫn định vị được là cái cuộc gọi đến từ đâu, khu vực nào để mà người ta điều cảnh sát đến, đúng không? Cái hôm đó là xe, những xe nào tới, Thịnh có hình còn nhớ không? Cái hôm có khoảng tầm gần 4-5 cái xe cảnh sát tới. 4-5 chuyển xe tới. 4-5 cái. Dạ, yeah. Rồi có xe cứu thương, có hay là xe cứu thương tới luôn không? Cứu thương cứu hỏa có hết. Thường thường nó có 3 xe đi chung với nhau, các bạn biết rồi, mỗi lần mà có tình huống gì ở đâu là cảnh sát, và nó coi như là 911 nó connect 4 chỗ luôn, xe cứu thương, xe chữa lửa, xe cảnh sát. Thì nhưng mà mình, cái người dispatcher là cái người tổng đài đó, họ nghe cái câu chuyện đó là như thế nào, cướp giật hay là đụng xe hay như thế nào, thì cái xe đó là họ để mà mấy người cảnh sát họ chuẩn bị, hoặc là chữa lửa họ chuẩn bị đó, họ biết. Cho nên mình lúc mà mình gọi 911, theo cậu chia sẻ ở đây đó, là mình nên để điện thoại speaker on đó, là mình lên để speaker on thì họ luôn luôn họ biết được tình huống của mình đó. Và khi mà cái xe cảnh sát, xe cứu hỏa và xe cứu thương đến thì thông thường là người ta sẽ đi cùng một ekip với nhau, hoặc là cả mấy cái xe đó người ta cùng đến. Tại vì ví dụ có những trường hợp, ví dụ cháy nhà thì vẫn phải có những cái bộ phận cứu thương chỉ đến để cứu người thôi. Đúng nhưng rồi. Phải có đội cứu hỏa đến để nó phá cửa. Đúng. Đấy, cho nên là họ sẽ lúc nào đi một cái đội đầy đủ luôn. Nhưng mà khoảng một chiếc mà là nhiều chiếc, lý do là sao? Hoặc ví dụ như là cái xe của em bị tai nạn thế thì kiểu gì cũng sẽ có cái đội cứu hỏa đến, tại vì là có thể xe nó cháy hay là, hoặc có thể là xe nó bị kẹt cửa, người ta phải cưa cửa ra thì mới ví dụ trong nhiều trường hợp như thế, nên là người ta vẫn đi đủ. Mặc dù nên là nếu mà chỉ có xe cứu thương đến sẽ không giải quyết được cái vấn đề. Đúng rồi. Ở Việt Nam mình có vậy không? Hiện nay ở Việt Nam mình thì cái hệ thống, cái đội cứu hỏa họ sẽ có sẵn cả đồ cứu hộ luôn. Người ta thường là ví dụ cứu hỏa thì họ cũng có những kỹ năng sơ cứu, để về cứu thương thì có, nhưng mà để đấy vẫn có những cái xe cứu thương, xe bác sĩ đến, nhưng có thể không đến ngay lập tức cùng không đến cùng lúc luôn ha. Hầu như cái này Michael cũng thắc mắc, tại vì các bạn biết rồi, Michael ít có thời gian ở Việt Nam lúc mà lớn lên, cho nên Michael không có nắm được nó như thế nào. Thì là một cái cũng khá hay, khá thú vị đó. Sở dĩ thường thường là hai xe cảnh sát tới hoặc là nhiều hơn, lý do nếu mà trên xa lộ nhiều xe nó, cho nên mỗi người cảnh sát họ chạy tới, họ hỏi một góc những cái xe khác nhau, họ làm những biên bản khác nhau, sau đó họ mới ghép lại. Cũng là hay ơi. Cũng quá chi tiết, coi như xe total loss nè, xe một xe Thịnh rất buồn ha. Michael nói là chiếc xe đó đúng một năm, Michael cũng mong muốn là gần sinh nhật Thịnh là biết mình sẽ làm một cái clip mình anh nói cũng được đi xe đây mấy lần rồi, cũng đi rất nhiều lần, anh em mình đi lên Hollywood bay drone nhé, Thịnh nhớ không? Vâng. Sau khi cái đó, trước khi hay là sau khi đi sau khi về tháng 12 mình cũng đi lên cho Hollywood, đi mấy chỗ trên phố Nhật, phố downtown LA mình quay một số, cho nên Michael rất là ấn tượng, cũng nhiều kỷ niệm với chiếc xe màu xanh đó lắm. Đó. Chắc là chiếc xe em đi nhiều nhất trong những cái xe của khách hàng, là đi nhiều nhất trên cái quãng đường đi nhiều ở Mỹ ấy. 31.000, 32.000 dặm. Giờ trở lại vòng quanh nước Mỹ, Michael hỏi Thịnh là cái đoạn đường nào là cái đoạn đường, có thể là trước đây hỏi rồi nhưng mà chưa chia sẻ, cái đoạn đường Thịnh lo nhiều nhất mà chạy ở miền tuyết hay núi hoặc là như thế nào, tại vì đối với Michael đó nha, chạy xe xăng mà chạy một mình, một thời điểm mà lạnh, tuyết đá lạnh cũng rất là sợ lắm nha. Thịnh có thể chia sẻ cái thời điểm nào Thịnh cảm thấy là yên tâm, không có sao hết, và thời điểm nào là Thịnh bắt đầu là ồ, xe chạy ok, tốt, không sao hết, mình thì Thịnh có thể chia sẻ. Mời Thịnh. Cái thời điểm mà em chạy em lo lắng nhất thì là cái thời điểm mà bắt đầu đi một mình từ Vancouver quay về đến Seattle, là bắt đầu sau đấy là em đi một mình. Đó. Lúc trước thì có cái gia đình nhà chị Chi và anh Lâm đi cùng cái đoạn là từ đây lên đến Seattle. Sau đó là em, từ khi mà em đi một mình thì bắt đầu là lúc đấy lại bắt đầu đi vào các cái bang lạnh giá của nước Montana, Mỹ. Wyoming là đầu tiên là qua một phần của Idaho, xong là sang đến Montana. Nó rất là lạnh, âm khoảng âm 10 độ C. Âm 10 độ C thì
mặc dù nó chưa phải là cái nhiệt độ âm thấp nhất của ở nước Mỹ. Em được biết là nhiều lúc có những lúc lên 30 độ, Chicago lên 30 độ luôn, âm luôn á. Lúc đấy thì nó cũng bắt đầu vào mùa đông, nó cũng âm mới có 10 độ thôi. Nhưng mà đúng là cái thời tiết đó thì cái nhiệt độ đó là chưa bao giờ em gặp, bởi vì từ ở Việt Nam thì không có, gần như không có tuyết. Những cái mùa mà Sapa nó có tuyết thì em chưa đi bao giờ, tại vì là những lúc đó mọi người lên xem tuyết nó đông quá. Những lúc đấy thì đi nó nguy hiểm mà đường nó cũng đông đúc thì em không đi. Không đi. Cho nên là chưa bao giờ em nhìn thấy tuyết trên đường, và đấy là lần đầu tiên em nhìn thấy tuyết và đi trên cái đường tuyết. Và cái này cuối tháng 10 đấy các bạn. Cuối tháng 10 mà mới là coi như là cực kỳ lạnh. Cái sự cố mà nó chưa phải là sự cố nhưng mà nó là một cái bài học để mà mình đi, đó là lúc mà em đi và đến chỉ còn đến 3% pin. Thì mới tìm được trạm sạc thì đấy là cái kỷ niệm mà không thể quên được mà vừa đi vừa lo chứ ở đây Nhưng cũng may là em phát hiện ra cái việc không đủ pin sớm, tức là em đã áng chừng được, bởi vì trên cái quãng đường từ điểm A đến điểm B nó không có một cái trạm sạc nào giữa đường. Em đã định vị là mình phải đến được cái điểm B đấy thì mình mới mới có máy sạc, mới có trạm sạc. Và khi đi đến khoảng 1/3 quãng đường thì bắt đầu em thấy pin nó tụt một cách bất thường. Bởi vì là nhiệt độ nó quá lạnh, và anh biết rồi là khi mà nhiệt độ lạnh thì cái hiệu suất cái quả pin của xe điện nó sẽ không đủ nó đi một quãng đường dài như theo kế hoạch của mình. Nó sẽ hao pin hơn. Đúng rồi. Và đặc biệt là cái máy lạnh nó chạy thời tiết âm 10 độ mà không có máy lạnh thì không máy thể sửa máy sửa âm 10 độ mà anh không có máy sửa chắc anh không thể lái xe được. Đóng luôn thì nếu mà ở xe xăng nhá, nếu mà anh cần sửa thì người ta chỉ cần lấy cái nó có hệ thống máy sửa của nó, là nó không cần phải tốn nhiên liệu cho máy sửa mà nó lấy luôn cái đường nước sôi, bởi khi mà xe nó hoạt động nó nóng cái nước lên, nó đẩy nước qua trong cái dàn sửa và nó lấy nhiệt độ từ đấy ra. Đúng rồi. Nó gần như không tiêu tốn thêm năng lượng. Nhưng mà xe điện nó phải đốt nóng cái dàn sửa thì nó tốn điện rất là nhiều. Khi mà xác định được là không đủ pin, nếu mà giữ nguyên cái tình trạng như thế sẽ không đủ pin, thì em đã phải tắt máy sưởi. Và rất may là nếu mà anh tắt máy sưởi thì anh cũng sẽ bị lạnh nhưng không đi được, nhưng mà rất may là xe VinFast nó có cái sấy vô lăng, cái tay lái nó nóng lái lên vẫn nóng. Thứ hai là nó sấy ghế, coi như người lái xe vẫn được ấm. Đúng rồi, sấy ghế và sấy vô lăng thì tay anh không bị cóng. Và anh sẽ vẫn lái xe bình thường. Tóm lại là có hơi lạnh một chút thôi, nhưng mà mình mặc đầy đủ áo ấm rồi. Thì thứ nhất là tắt máy sưởi nó cũng sẽ tiết kiệm được rất nhiều cái điện. Thứ hai là em giảm cái tốc độ, bởi vì là anh biết là cái xe điện nó tiết kiệm năng lượng nhất, nó đi tốn ít pin nhất ở cái giải tốc độ khoảng tầm 50 mai, tầm 60 cho đến 80 km một giờ, đó khoảng tầm 50 mai đổ lại. 50 mai đổ lại. Nếu mà anh đi tốc độ 60-70 thì nó tụt pin rất là nhanh. Là chạy lẹ đó. Đúng rồi, tụt rất là lẹ. Thì vì vậy là em giảm tốc độ và tắt máy sưởi, là em thế là em đủ điện về đến trạm sạc em còn có 3%. Chào mày cậu Trúc. Rồi, xin trở lại với các bạn. Coi như là cái Michael theo dõi Thịnh, Michael cũng hồi hộp. Nhớ chuyến đi của Thịnh là Michael lo dùm người em của mình. Nói chung là Thịnh nói chung là cũng thời gian ở Mỹ Thịnh đâu có giờ đi xa như vậy đâu ha. Nói chung là lần đầu tiên vòng quanh nước Mỹ. Nói chung ok, trở lại là cái thời tiết. Cái lạnh, nên giờ mình nói chung nha, cái lạnh ở Montana với cái lạnh ở ngoài Hà Nội nó khác nhau nhiều không? Khác nhiều, bởi vì là lạnh. Cái nhiệt độ nó lạnh, nó thấp, nó âm 10 độ, nhưng mà cái rét ấy thì em có cảm giác là cái rét Hà Nội nó khủng khiếp hơn, vì rét Hà Nội nó có độ ẩm và nó có gió. Cho nên là nó lạnh buốt hơn. Còn cái chạy trên đường thì tuyết, thì em thấy cái xe này nó dẫn động 4 bánh thì ok, không vấn đề gì cả, chạy cũng rất là bám đường, không có sự trượt bánh hay là, nói chung là mình cảm giác có một cái độ tin tưởng là không sợ. Bởi vì trước đó thì nhiều người dọa bảo là đi đường tuyết là khó đi lắm, phải có dây xích rồi phải có cái bánh xe chạy tuyết gì kia không? Nhưng không có thay đổi bánh xe hả? Không, em vẫn dùng bánh nguyên bản theo all xe. Season của dùng bánh class. Nguyên bản theo xe và xe chạy hoàn toàn rất là bám đường, không có cái bị trượt hay bị sao.
Tuyệt vời. Thì nói chung là thật sự mà nói, cái thời điểm đó đó, tháng 10 năm ngoái, thì lúc đó là VinFast cũng họ điều chỉnh những cái chức năng cũng mới, cho nên mình có nhiều lúc có những cái chức năng mà mình đi xa như Thịnh mà cũng lo chứ. Và cũng có một số cái tình trạng nó vẫn còn phần mềm lúc đấy nó vẫn còn chưa hoàn thiện nhiều. Đúng rồi. Nó vẫn còn một số cái lỗi ảo nó hiện lên, hoặc là thỉnh thoảng nó có những cái thông báo mà mình nếu mà ai mà không biết về xe thì có thể sẽ cũng sợ. Còn em thì em thấy những cái đấy thì bình thường thôi, không có gì lo lắng cả. Và mọi thứ nếu có sự cố thì em cũng có thể, em nghĩ là những sự cố nhỏ thì em đều có thể tự xử được trên đường đi, không có gì em phải lo. Các bạn biết là Thịnh là coi như là cũng làm homework, cũng làm bài tập kỹ lắm đó. tính từ điểm A từ điểm B mà còn xuống tới 3%. Rồi cái tình huống nó, Thịnh có bao giờ nghĩ là nếu mà bị kẹt giữa đường Thịnh làm cái gì trước đầu tiên không? Tại xe nó sẽ không chạy đi tới được cái điểm B và đồng thời Thịnh phải ngủ lại thì nó như thế nào? Có phải luôn luôn nhìn vô cái worst case, cái tình trạng mà tệ nhất Thịnh? Thì em cũng có những cái sự dự kiến là nếu mà trong trường hợp mà nếu mà không đủ pin đi hoặc là bị xe bị sự cố làm giữa đường, thì thứ nhất là trước khi đi là đều có cái mua cái bảo hiểm của AAA, okay, để họ kéo xe trong trường hợp mình có thể gọi điện để họ hỗ trợ. Cái thứ hai là tình huống hai là nếu không đủ điện thì hoàn toàn có thể ghé vào các cái trạm dừng nghỉ dọc đường, hoặc là thậm chí là xin đến một cái nhà dân nào đó để mình xin cắm nhờ điện để mình sạc cho cái xe của mình đủ điện đi tiếp. Thì em nghĩ là những cái đó thì nếu gặp phải thì mình cũng có thể xử lý được thôi. À, là trong xe Thịnh lúc nào cũng phải có một cái adapter cắm vô điện. Vâng, thì xe khi mà mua xe thì có sẵn. Có sẵn. Rồi. À, là mình tình huống nếu mà xảy ra Thịnh phải không tới được điểm B, phải tìm một cái chỗ nào mà có điện. Vâng. Và xin họ để mà sạc. Sạc nhờ thì chấp nhận là nó sạc chậm thôi. Chậm thôi. Cũng lắm ngủ lại một đêm. Không vấn đề gì cả. Có quên hỏi Thịnh là có giờ ngủ không ngủ trên nóc thì Michael có hỏi rồi. À. Nhưng mà ngủ trên xe mà lúc mà có tuyết không? Có đêm nào Thịnh ngủ ngoài xe không? Có em vẫn có tổng cộng đi trong vòng 45 ngày thì các bạn khán giả đếm được khoảng tầm 20 ngày là em ngủ trên xe. Ông không ngủ cái chỗ mà cái khu miền cái miền có tuyết á. Mình lúc có tuyết thì không có buổi nào em ngủ trong xe. Vì là nó nguy hiểm. Em ngủ của khách sạn, nhà nghỉ. Các cái trong vào các cái inn ấy, khách sạn, motel nhỏ dọc đường. Đúng rồi. Đó thì Michael cũng theo dõi, Michael cũng biết. Thì bây giờ Thịnh chạy từ Montana qua tới Chicago, ghé Ohio, ghé nhà bạn này kia rồi chạy lên trên. Cái lý do nào Thịnh chạy lên Toronto một lần nữa? À, Toronto thì là em có một cái người quen. Ok. Có một cái bác hàng xóm là cách đây khoảng 35 năm ở cạnh nhà em. À. Bác cái định cư ở Canada thì em muốn qua đấy em thăm thôi. Đi qua thăm, với lại mọi người bảo là muốn đi cái thác Niagara thì phải đi phía bên Canada nó đẹp hơn. Thì cái quãng đường mà từ Chicago mà đi lên thác Niagara thì chạy qua lãnh thổ của Canada rồi đi qua thác đó thì là gần nhất. Đúng rồi, cái từ mình đỡ phải vòng xuống dưới cái phía dưới mạn gần Ohio rồi mình vòng lên thì nó xa hơn. Đúng rồi, vì nó còn phải đi qua cái hồ Chicago, Ontario, Michigan, Michigan các thứ, lòng vòng anh đi một cái đoạn đấy thì em không đi thẳng, đi cắt ngang qua biên giới của Canada đi sang, nó thẳng hơn, đúng gần rồi hơn. Nó gần hơn đúng không? Đó, chỉ chẳng có mấy tiếng là tới thôi. Nói hồ nhưng mà cái chỗ đó giống như cái biển là cái ngũ đại hồ. Các bạn học lịch sử các bạn biết rồi, ngũ đại hồ mà nó giống như biển đó, nói chung là mình không thấy bên kia luôn. Cái hồ Michigan đó là cái chiều dài nhất của nó là khoảng gần 500 km. Cái chiều ngắn nhất là 80 km rồi. Wow. Tức là từ bên này sang bên bờ này ngắn nhất là 80 km, còn đoạn dài nhất là 500 km thì coi như là bằng từ Hà Nội vào Huế. Hà Nội vào Huế gần mà từ Hà Nội vào đến Huế đó. Không thấy gì hết. Vâng. Rồi thì trở lại cái đi qua những biên giới, Thịnh có thể lần thứ nhì đi qua biên giới, những người bộ đội vụ, những người hải quan họ có hỏi những gì không Thịnh nhiều không, hay là Thịnh là biết lần đầu tiên bên phía bên Vancouver thì hơi khớp. Vâng. Nhưng mà lần thứ nhì thì như thế nào, Thịnh có thể chia sẻ? Lần thứ nhì em đi đơn giản lắm, thì cũng cứ ngồi trên xe đi qua thôi, không ai hỏi gì cả. Vâng. Chỉ cần ngồi xe và giơ hộ chiếu qua người ta cho qua thôi. Hộ chiếu Việt Nam đúng không? Dạ, nói chung là họ mà có phải họ có nhìn kỹ không hay là như thế nào? Họ có xét qua xem mình có visa hợp lệ hay không và người ta quét
cái passport của mình qua cái máy quét của người ta. Sau đó là mình đi qua lái xe bình thường, không cần xuống xe luôn, không cần phải xuống xe. Thời điểm đó là xe của Thịnh Michael nhớ là có bản số xe Cali rồi, bản số Cali rồi. Đó thì họ họ trade ra được biết là như thế nào, xe từ đâu tới. Rồi Thịnh Michael nhớ là từ Toronto chạy về này vùng quanh nước Mỹ mà phải đi dọc xuống, chạy xuống New York City. Michael thấy Thịnh chỉ quay nữ thần tự do thôi, ít có quay nhiều cảnh New York tại vì không có thời gian hay như thế nào Thịnh? Ở New York thì em có một cái tham dự một cái buổi lễ đính hôn của một hai vợ chồng người bạn. Thì em cũng không có nhiều thời gian để đi chơi nhiều chỗ tại vì là người bạn nó có nhờ em là chụp ảnh trong cái buổi lễ đính hôn đó. Vâng, cho nên là chụp ảnh và quay phim cho bạn ấy. Thì em có tham gia đấy, ở lại New York 2 đêm. Sau đó là đi chơi thăm quan tượng nữ thần tự do, rồi cầu Brooklyn, một số cái tòa tháp tháp đôi, Trump, cái tháp cái quảng trường thời đại. Tóm lại em có đi các những điểm đấy, có chụp ảnh, có chụp ảnh vâng. Nhưng mà không có làm clip nhiều và vâng, không có nhiều. Lúc đấy là cũng hơi bận. Đúng rồi. Với lại khi mà đi trên đường New York nó rất là đông, đông mà chỗ đậu xe rất là khó. Đúng rồi. Cho nên là nhiều khi mình không quay được, không có thời gian để mình quay, tập trung lái xe rồi tập trung đi tìm chỗ đậu xe, không quay được. Không quay được. Rồi Michael, nếu không lầm Thịnh không có ghé, có ghé Washington DC, em Nhà Trắng có không? Có. Michael không thấy nhiều cảnh có, ở Washington Nhà Trắng. Em có ghé qua thăm cái đầu đồi Capitol, chỗ tòa nhà Quốc hội. Nhà Quốc hội. Nhà Trắng này. Nhà Trắng. Có. Có. Đi cùng anh Trịnh Quốc Thiên. Với lại hai anh khán anh Johnny và anh Vũ, rồi tức là một vài anh khán giả mà thường xuyên theo dõi trên kênh YouTube của em trong cái chuyến đi ấy. Họ biết như thì đến tới, thì các anh ấy có đón đưa và đưa mấy anh em đi ăn rồi đi tham quan vài chỗ đó. Thậm chí là trên đường đi có cả những anh khán giả mà thường xuyên theo dõi cái chuyến đi của em, các anh ấy còn lái xe mấy tiếng liền đến chỉ để tặng em đôi giày với lại chút cà phê. Dễ thương ha. Vâng. Xong anh lại phải về anh đi làm. Thì rất là quý những cái tình cảm của các anh chị em mà đã quan tâm đến em trong cái chuyến đi đấy. Thịnh như các bạn nói chung là cũng khá thú vị các bạn ha. Nói chung là chạy coi như là người đầu tiên chạy xe điện Việt Nam vòng quanh nước Mỹ mà Michael cũng không hình dung được. Nói chung là bây giờ Thịnh đã hoàn tất sau một năm, thì bây giờ sẽ tiếp tục từ Washington DC. Michael có biết là Thịnh có gặp anh Trịnh Quốc Thiên ở bên khu Việt Nam Eden anh được Trịnh Quốc Thiên là một người cũng theo dõi về cái sản phẩm Việt cũng như khá nhiều xe VinFast. Và sau đó Thịnh từ ở Virginia, sau cái cuộc gặp gỡ những người như vậy ở khu Việt Nam bên đó, là chạy xuống Florida. Thì Thịnh có thể chia sẻ, Thịnh nhớ là Thịnh cũng muốn chạy tuốt xuống chỗ Key West mà muốn coi nó có phóng phi thuyền hay lên không. Mày còn nhớ cái đêm đó Thịnh cũng phóng phi thuyền là qua Florida, là chỗ trung tâm vũ trụ Kennedy đó, thì có đi coi phóng phi thuyền. Nhưng mà hôm nay trời nó xấu, thời tiết xấu quá thì không quay được cái đoạn cảnh phóng phi thuyền đó, chỉ nghe được âm thanh nó phóng thôi. Và tất cả hôm đấy có rất nhiều người dân họ đến, họ tập trung ở đấy để họ quay, nhưng mà không quay được vì trời mưa, nhiều sương mù quá. Các bạn biết là cái chỗ phóng phi thuyền mà nổi tiếng nhất của Mỹ đó là Cape Canaveral. Nó nằm ở phía mũi phía nó bay ra Thái Bình, Đại Tây Dương, Atlantic Ocean. Tại vì nó bay như vậy mà nó về, lúc mà tất cả những phi thuyền, ngay cả phi thuyền con thoi chở mấy thành phi hành gia bay lên quỹ đạo đó, bay lên thì họ cũng bay từ đó mà họ đáp bên Canada. California, xin lỗi các bạn. California Edward Air Force, cách đây khoảng 4 tiếng lái xe. Edward Air Force. Thì những cái phi thuyền con thoi, tất cả những chuyến nó bay từ bên miền Đông nó về miền Tây, thì nó bay theo, chắc là bay theo cái quay phải là nó đáp ở cái chỗ đường lên Bishop không? Đường lên chỗ em đi qua một lần rồi thì phải. Em về California thì Thịnh có đi qua luôn. Có, Thịnh cũng có đi qua luôn. Của NASA đấy. Của NASA nó đang cách đây 4 chỗ đáp à? Chỗ đáp với tất cả những phi thuyền con thoi bao nhiêu. Bởi anh nói em mới biết về cái lúc em đi là em có gặp cái đấy. Lúc em đi là em có gặp, vì từ đây lên Bishop đi qua cái đường
395 14 14 395 đó thì nó là ra Airport Airport. Mấy cô thường đi hay coi air show lúc trước thập niên 90 hay đó đó coi máy bay. Đây anh nói thì em mới biết đấy là cái chỗ mà nó đáp đấy. Phi trường con thôi. Tại vì nó là coi như là căn cứ không quân của Mỹ miền Tây. Vâng. Không quân nó tất cả những thậm chí là những chiếc missile hiện nay ông bên SpaceX là của ông Elon Musk đó. Ông bắn từ đó lên hoặc là ông bay có một cái Vandenberg ở dọc theo bờ biển là cũng có những cái khu gần đó luôn. Đó là để mà phóng những cái missile lên. Là thế. Đó, ban đêm thỉnh thoảng thấy trên trời nó bay ấy, là từ đó bay lên. Có đi đến sau khi mà từ trung tâm vũ trụ Kennedy xem thì có đi tiếp xuống phía Florida, Miami này để mà xuống Key West là cái điểm cuối của Mỹ cực nam địa, cực nam của cái phần lục địa của Hoa Kỳ. Thành đứng đó thành có hình dung được là chỉ có dưới 30 dặm là từ bên Cuba không? 90 dặm ở phía Cuba nhưng mà cái tầm nhìn thì mình không nhìn được. Vâng, nó xa quá, chắc là tầm nhìn ở trên biển thì nếu mà trời quang mây tạnh thì giỏi, em nghĩ chắc nhìn khoảng tầm 20 dặm thôi. 90 dặm là rất là gần. Nếu mà đi nói với máy bay thì các bạn có phải dưới 1 tiếng hồ vậy đã bay qua đó rồi. 90 dặm thì bay chắc tính trong phút thôi, nhưng mà có thể là cái thời gian chuẩn bị thì mới thành 1 tiếng thôi, chứ còn cái thời gian bay thì chắc là nhanh lắm đó. Đúng rồi đó, thì cái nói về trong chuyến đi từ Florida là Thịnh có chạy dọc cái đoạn phim mà thước phim, những cái thước phim mà Thịnh bỏ lên trên cái sky, cái drone á, chạy dọc theo, chạy ngược trở lại lên Louisiana đó, rất là đẹp. Đó, cái đồ thì cái lúc đó là Thịnh chạy ngược trở lại từ Key West lên tới Louisiana, cái chỗ mà Michael gọi Thịnh đậu xe đi order đồ ăn đó. Michael đó thì Thịnh nói là nên để cho mấy người này lái xe vô hôm này kia, nhưng Michael có gọi Thịnh đó. Nhưng lúc đó đang theo dõi Thịnh. Thì cái thời điểm đó là Thịnh, cái đoạn đường đó xa không Thịnh? Thịnh nhớ không? Xa lắm anh. Đi từ Key West mà từ cái điểm từ Key West mà quay trở lại đến Miami đó đã mất khoảng 2-3 tiếng rồi. Thì hơn 150 dặm anh phải đi mất 3 tiếng rồi. Bởi vì cái đường chạy dọc Key West ấy, đường tốc độ hạn chế lắm, nó không đi nhanh được. Sau là đó là từ Florida xong anh còn phải đi lên đến trên Orlando rồi chạy ngược lên đến Florida một số cái đoạn mà đó. Đoạn mà của Florida đoạn này nó rất là dài, cho đoạn dài vâng, chạy qua là phía đang hướng đi về hướng tây của Florida đó. Vâng. Mà có đoạn nó dài lắm, đi mãi mới hết cái Florida. Nó có núi nhiều không, là đường nó phẳng, thấy đường nó có vẻ phẳng, nói chung là phẳng. Phẳng. Còn chạm xe, chạm điện này kia thì không có vấn đề gì hết, không có vấn đề gì. Nó nhiều hơn là cái khu phía bắc, nhiều hơn cái đoạn mấy cái bang phía bắc, mấy bang lại nó coi như là nó nhiều hơn. Và đồng thời từ Louisiana rồi Thịnh quay trở lại ở đó Louisiana, Alabama, Mississippi, Missouri đó, Louisiana vâng, đã qua hết cả rồi đến Texas. Lúc mà trở lại Texas đó Thịnh có gặp vợ chồng anh Andrew Lê để mà chạy chiếc xe màu trắng. Anh đã ship chiếc xe đó qua bên Houston lái về đây. Đúng rồi. Thì cái thời điểm đó Thịnh cảm thấy như thế nào? Nói chung là khi mà có các anh đi cùng thì rất là vui, đi đỡ buồn mà đi nó rất là yên tâm. Một đoạn là đấy thì tương đối nóng, khu đấy về đến đấy thì nó nóng mà nóng hơn những cái khu mấy bang kia rồi. Thì những cái khu vực đó thì một cái nhược điểm là Texas nó là bang dầu mỏ, xe xăng nó nhiều, xe điện thì ít. Các cái trạm sạc nó tương đối là xa nhau. Và đặc biệt là có những trạm hỏng đến 2-3 tuần người ta không nhập sửa. Tại vì là người dùng xe điện có vẻ hơi ít. Cái thời điểm đó mà cậu biết là VinFast đã chưa có những cái showroom ở bên Houston. Thì những người Việt họ ra họ thấy xe của Thịnh thì họ như thế nào? Thịnh có thể chia sẻ. Khi có em thì em không đi vào, không gặp nhiều người Việt ở đó, chỉ gặp có mấy vợ chồng của một vài người quen của các anh chị ở đó, thì các anh chị cũng rất là hào hứng thích cái xe VinFast, cũng có đi thử, các anh chị có đi thử thì ai cũng đều có nhận xét tích cực về chiếc xe. Cũng tuyệt vời ha. Hiện nay thì là nhiều showroom quá rồi, khắp nước Mỹ là có những cái showroom của VinFast. Như nãy mà cô chạy về đây cũng thấy còn như cái xe màu lông chuột chạy, cũng chạy trên 4-5 cái freeway kẹt. Khi mà em qua, em nhớ lại là lúc mà đi qua bên ở Texas đi ăn ở cái chỗ trung tâm, cái chỗ đường Bel Air có nhiều mấy cái quán, đúng rồi, nhiều hàng nhà người Việt ấy, thì có vào mấy cái nhà hàng cà phê đấy là cũng có nhiều người Việt ra xem. Có nhiều người hỏi luôn. Mà chỉ ở
khu đấy thì chắc là có mới có nhiều người Việt, chứ những khu khác em đi trên đường thì nói chung là mình đi lại thì người ta chưa chắc đã để ý là xe gì. Khi mình dừng lại ăn thì có vài người ra hỏi. Có người ra hỏi ha. Nếu mà người nào quan tâm để ý thì họ biết là xe VinFast, xe của Việt Nam, Made in Việt Nam. Còn mà nhiều người họ không quan tâm, cuối tuần là lu bu đi chợ đi búa rồi mau mau chạy theo thời gian. Đó, mau mau chạy theo thời gian cho nên không có thời giờ để mà để ý mấy cái chuyện này. Được không? Thì bây cũng hỏi Thịnh đó là cái từ Houston chạy về đây thì cũng chắc cũng kỳ đó là cũng phải ngủ lại đêm mấy ngày ạ. Có ngủ lại ở Arizona, El Paso cũng vẫn thuộc Texas rồi, ở Arizona. Arizona nó đúng rồi, hai đêm đó ha. Một đêm ở New thì cái đoạn băng ngang Texas nó bằng chiều dài của California, thì mình cũng biết là, nó rất là dài lắm. Nó dài lắm, từ miền đông của Texas rồi qua miền qua tây của Texas tới New Mexico, nó chạy cái đoạn đường nó cũng chạy trên 20 tiếng. Dài lắm. Trên 20 tiếng. Đó, cái đoạn đường dài lắm. Michael chưa chạy cái đoạn đó cho nên Michael cũng thích tìm hiểu thêm. Vì trên phần lục địa thì tiểu bang Texas là to nhất rồi. Chỉ bé so với lại trong những cái 348 bang là Texas to nhất rồi. Đúng bé rồi. Sau Alaska thôi. Đúng ra sau Alaska thôi. Rồi bây giờ trở lại Cali thì cũng không có gì, Michael cũng muốn biết cái dòng về đây. Cái hôm đó Michael cũng có mặt, cái hôm mà trở lại Cali ghé cà phê Trung Nguyên. Cái đêm hôm đó cũng khá thú vị, thì mấy anh em cũng ăn phở hôm đó nhớ không? Đó, thì cái đó là cái Michael. Bây giờ cái dự định của Thịnh là, một là mua, nếu mà cái giá phải chăng mà đấu giá được chiếc xe Thịnh sẽ mua lại. Vâng, còn hai là cái chương trình mà VF9 thế nào, có thể bật mí một chút không? Em thì liên hệ với bên VinFast để em dự định em đổi cái con VF9, nhưng mà đến hiện giờ chưa có thông tin giao hàng vào ngày nào. Giá cả cũng chưa có cái giá bán hay là giá thuê, nó chưa đưa ra được cái giá cụ thể, mà ngày giao hàng cũng chưa có, cho nên là tạm thời bây giờ em vẫn chưa có xe nào đi cả. Đang đi tạm những cái xe cũ của em thôi. Vậy hả. Được biết là chiếc VF9 hiện giờ là cũng có mặt ở Mỹ, những cái cảng và những cái showroom rất nhiều rồi. Chỉ cho chạy thử này kia thôi, nhưng mà những người mua thì phải đợi chừng nào mới giao chưa biết. Chắc là có thể phải đợi cập nhật phần mềm hoàn chỉnh đã thì phải. Em nghĩ là phần mềm chưa hoàn chỉnh nên VinFast chưa giao xe. Cái giá Michael được biết là cái rất là họ, tại vì để mà cạnh tranh thị trường hiện nay đó, xe điện các bạn biết nó giảm dễ sợ. Nói chung tất cả những loại xe mà Âu Châu, xe của Nhật, xe đại Hàn, xe Việt, xe này kia, họ cũng đều đồng loạt giảm giống nhau. Đồng loạt giảm giống nhau. Tesla cũng giảm luôn. Đó, Tesla cũng giảm luôn, là vua xe điện, Tesla cũng giảm luôn, cho nên cái đó VinFast họ phải để ý những cái giá cả thị trường. Mấy thời điểm này có thể cuối năm tung ra cuối năm. Đó thì là những chiếc xe VF9 là 2025 ha, 2025. 2024 thì chắc không có đâu ha. Khả năng có khi sang 2025 mới giao xe. 2025 mới giao xe, đó cái đó là ok. Rồi, cái rồi chuyện bên lề thì một chút là, nói chung là hiện nay Thịnh thấy những xe điện nó tổng thể hiện nay ở Mỹ như thế nào. Thịnh chuyên trị xe thì Thịnh thấy là trên phương diện về thị trường xe điện ở California, Thịnh có thể chia sẻ cái cảm nghĩ của Thịnh là hiện nay nó như thế nào. Em thấy là hiện nay thì cái thị trường xe điện nó càng ngày càng phát triển, nhiều các hãng đều đưa, các hãng sản xuất xe thì đều có những cái phiên bản xe điện riêng, ngoài cái xe xăng này đều có xe điện của các cái mẫu đó người ta đưa ra thị trường, và càng ngày càng đẹp. Hôm rồi em đi xem cái triển lãm auto show ở OC Auto Show thì thấy là càng ngày càng nhiều những cái xe đẹp, mà cái thông số kỹ thuật của nó cũng càng ngày nó càng tốt lên. Quãng đường đi được dài hơn, tốc độ cao hơn, xe khỏe hơn, và đặc biệt là những cái thiết kế của những cái xe điện này càng ngày càng đẹp, và nó là cái xu hướng của tương lai thôi. Thì cái thị trường của xe điện nó càng ngày càng phát triển thôi, vì theo em được biết thì 2035 thì sẽ được bị là các cái xe xăng là không được phép bán nữa. Còn chạy thôi chứ còn không có bán nữa. Và chuyển sang xe điện hết. Thì đấy là cái xu hướng tất yếu, và cũng là một trong những cái cơ hội mà để cho các xe điện, hãng xe điện cũng như là VinFast có thể phát triển được cái thị trường. Chứ đến lúc đấy là 10 năm nữa thì các cái xe xăng là cũng về hưu hết rồi. Đúng rồi. Thì ai đang đi xe xăng bây giờ thì lúc đấy người ta cũng phải đi chuyển sang xe điện thôi.
Thì cái đó là bên Cali thì các bạn biết rồi, thì nó Michael chia sẻ trước giống như Thịnh vừa mới nói, đó là 2025 thì tất cả những xe xăng không được bán nữa. Các bạn muốn mua xe xăng phải chạy ra khỏi Tiêu Vang, California mới mua được. Còn mà California là chỉ chạy xe điện thôi. Đó, rồi Việt Nam mình có hướng đi nó giống xanh. Michael thấy xanh. Đến 2050 là cái cam kết phát thải carbon về không. Thì lúc đó thì chắc chắn là thị trường cũng chỉ có xe điện thôi, không có xe xăng nữa. 2050 họ bên các nhà nước cũng có nói là chương trình hướng đi là như vậy. Đúng rồi, tại vì là Việt Nam mình là có cái cam kết net zero đến 2050 là sẽ giảm phát thải về không. Tức là không phải là không có các cái nhà máy nó vẫn phải phát thải các cái những cái không cần thiết thì có thể vẫn phát thải giảm nhưng lại. Mà cái lượng người ta tính toán là cái việc trồng cây xanh chẳng hạn hay là những cái gì đấy nó bù qua đắp lại với nhau, nó cân bằng với nhau. Quá hay, quá tuyệt vời. Thì cái đó là những cái thông tin mà Michael không biết được, thì Thịnh đã cũng chia sẻ với các bạn. Thôi thì nói chung là hôm nay là Michael cũng chia sẻ tổng những cái cập nhật mới nhất của chuyến đi vừa qua với Thịnh và hai cái xe bị total loss, là hai chiếc Thịnh và là anh Dương Lê. Coi như các bạn nếu mà có những câu hỏi gì thắc mắc thì viết comment phía dưới. Michael sẽ chia sẻ và đồng thời sẽ hỏi đến Thịnh nếu mà các bạn có thắc mắc gì. Ngoài ra các bạn ở riêng ở California có cần dịch vụ, bất cứ dịch vụ gì về kỹ thuật, về xe cộ hoặc lắp ráp thì liên lạc với Thịnh đó Thịnh. Để có thể liên lạc với Thịnh và Thịnh có thể chia sẻ số điện thoại không, hay là cái số nào mà Thịnh dùng để họ có liên lạc. Em thì có cái số điện thoại của em là 812-366-6666. Dạ, 812-366-6666. Thầy Thịnh có chia sẻ trên vùng quanh nước Mỹ, Thịnh cũng chia sẻ cái số điện thoại này rồi cho các bạn. Michael mới dám hỏi Thịnh để mình chia sẻ. Các bạn cần biết thêm về những cái về vấn đề IT, về studio và về xe cộ và về camera xe, hoặc là các lắp ráp những cái gì còn sâu, cố vấn Thịnh sẽ gọi lại cho các bạn. Xin một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi thời gian vừa qua và xin mời Thịnh lời kết. Dạ vâng, thì em cũng xin cảm ơn anh Michael, cảm ơn các bạn trên kênh của Phú Việt Media đã theo dõi và chúc các bạn sức khỏe và thành công. Xin cảm ơn anh. Rồi, cảm ơn Thịnh nhiều. Thank you. Bye bye.